Trên kia cao quá, mãi mãi không độ tay nàng. Vạn dặm thương tư vì ai, tiếng mõ vang lên phố phàng. Chùa ngày không thấy bóng nàng, bồ đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vạn chữ, bì ngàn phủ lên mấy thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ô không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng phật, trả lại người bao cả xa. Vì sao độ ta không đổ vì người hoa rơi hữu ý khiến nước chảy càng vô tình. Một thu hoa niên hoa tan tiếng mõ xưa rồi loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mây độ hoa. Mắt còn vương màu máu, hồng nhan chẳng trông thấy đâu. Lại một tay tàng hóa hoa, phá nát cương thương niên hoa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hỏi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng? Vì người hoa rơi hữu ý khiến nước chảy càng vô tình. Một thu hoa niên hoa tan tiếng mõ xưa rối loạn. Bồ đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mây độ hoa. Mắt còn vương màu mơ, hồng nhan chẳng còn thấy đâu. Lại một tay ta hóa mơ, phá nát cương thương niên hoa. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không còn thấy nàng. Hồi Phật trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ trong kiếp này, ngày ngày gõ mõ tụng kinh. Vì sao độ ta không độ nàng?